Khi cá bị bệnh, chúng ta nhìn chung đều trong tâm trạng gọi là rối rắm, không biết làm thế nào cả, không biết xử lý thế nào, và mình cứ search lên Google cách trị bệnh hoặc là chạy ra tiệm cá cảnh mua một loại thuốc nào đó cho cá. Khi mới trị được một tiếng thì cảm thấy là cá nó ngất ngưỡng, vì lo quá nên bạn đã tăng nồng độ thuốc lên, hoặc là vô tình có một ai đó chỉ một loại thuốc khác, vậy là bạn đã vội vàng đi đổi cách trị, hoặc là châm thêm mấy giọt thuốc vào cho cá mau hết bệnh. Hoặc bạn nghĩ rằng cá bệnh thì phải ăn nhiều vô thì mới có sức đề kháng, thì mới chống khỏe được. Vậy là bạn bỏ thật là nhiều thức ăn cho cá. Kết quả là... Vậy khi cá bệnh thì chúng ta cần phải làm gì và cách xử lý như thế nào là đúng đắn nhất? Chúng ta cùng vào chi tiết của chủ đề hôm nay nhé. Đó là những điều cần làm khi cá bị bệnh. Và các bạn đừng quên là hãy nhấn subscribe và nút chuông để nhận được thông báo khi mà Đam Mê Cá Vàng có video mới nha. Và để xem video mới nhất của Đam Mê Cá Vàng, các bạn hãy search với từ khóa là Đam Mê Cá Vàng và Enter. Và sau đó các bạn kéo xuống dưới thì bạn thấy video đầu tiên hiển thị, đó là video mới nhất của Đam Mê Cá Vàng. Bây giờ thì mời các bạn cùng xem bài chia sẻ hôm nay, đó là những điều cần làm khi cá bị bệnh. Điều đầu tiên đó là phát hiện sớm và cho cá điều trị sớm. Việc phát hiện và điều trị sớm cho cá rất là quan trọng. Khi chúng ta sơ cứu tạm thời một cách đúng cách hoặc là trị đúng cách thì tỷ lệ khỏi bệnh của cá rất là cao. Điều thứ hai, sau khi đã phát hiện bệnh rồi thì bạn cần phải tách ly cá ra và cô lập cá ra. Là đối với chú cá mà bị tách biệt ra thì cho dù là chú cá đó phát bệnh nhiều đi chăng nữa thì cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến những chú cá khác. Và bạn nên chuẩn bị một cái thau, một cái thùng hoặc là một cái bể chứa nước có ít nhất là 6 lít nước để gần với môi trường nuôi cá để mà trung hòa nhiệt độ nước. Sau khi mà đã tách ly cá ra rồi thì là dù là chú cá nó bị bệnh gì đi nữa thì trước tiên bạn đừng có chọn vừa một cái loại thuốc nào đó để mà ngâm cho cá, mà chỉ ngâm muối thôi các bạn nhớ nha, chỉ ngâm muối thôi. Nói chung á là bạn chỉ cần ngâm muối thôi chứ không có cần ngâm thuốc gì cả. Và cái nồng độ muối thích hợp để bạn ngâm á là khoảng từ 0.4% đến 0.5%, tức là khoảng 3-4-5g trên 1 lít nước. Có nhiều bạn thấy rằng sau khi mà cá bị bệnh thì vội vàng nghĩ rằng mình phải đi ngâm thuốc cho cá. Nhưng mà ngâm thuốc thì nó sẽ tạo gánh nặng cho cá và là sẽ làm cho cá yếu đi. Vì cá đang trong một cái môi trường bình thường và bất ngờ mình ngâm thuốc cho cá thì cái việc này sẽ làm cho cá bị sốc. Và trước tiên để mà cá làm quen với việc điều trị thì bạn hãy tiến hành ngâm muối trước đã. Điều thứ tư đó là từ ngày thứ hai trở đi thì sẽ tăng nồng độ nước muối và bắt đầu ngâm thuốc. Vào ngày đầu tiên bạn sẽ ngâm nước muối với nồng độ là 0.4%, nhưng từ ngày hôm sau thì tùy theo tình hình của cá mà chúng ta điều chỉnh. Khi đấy thì mình sẽ đẩy cái nồng độ muối lên 0.5% vào ngày thứ hai và tiến hành ngâm thuốc với các loại thuốc mà thích hợp với bệnh của cá. Khi mà bạn ngâm thuốc với muối kết hợp thì cũng có khả năng là nước nó sẽ bị nhiễm độc, do đó thì bạn cần phải chú ý. Và các loại thuốc bị nhiễm độc thường là các loại thuốc diệt ký sinh. Đối với việc chọn thuốc cho cá thì thuốc sử dụng cho loại bệnh thì bạn phải chọn một cái loại thuốc thích hợp với căn bệnh. Và khi bạn chọn sai thuốc thì cái việc điều trị nó cũng không thể nào thực hiện được. Và làm thế nào để tìm loại thuốc thích hợp với loại bệnh của cá? Đam Mê Cá Vàng có chia sẻ cách trị bệnh các loại bệnh của cá vàng. Các bạn hãy theo dõi thông qua cái trang của Đam Mê Cá Vàng như là fanpage YouTube hoặc là inbox trực tiếp đến fanpage của cá vàng để được tư vấn nha. Về liều lượng của thuốc, các bạn nhất định phải theo quy định của nhà sản xuất. Nếu mà ít quá thì cái việc điều trị nó sẽ rất là lâu, còn nếu quá nhiều thì thuốc nó sẽ trở thành độc hại. Điều thứ năm, bạn phải hết sức lưu ý, đó là dù bạn có thay nồng độ muối, có nghĩa là tăng giảm nồng độ muối đi nữa, thì bạn hãy cố gắng đừng có thay lại thuốc chữa trị. Nồng độ muối tùy vào tình trạng của cá và bệnh thường là từ 0.5 đến 1.5%, nhưng mà cũng có trường hợp là điều chỉnh muối lên 5%, nhưng mà cái cách đó thì nó gọi là hết sức là nguy hiểm nên là mình không có khuyến khích. Nhưng còn về cái loại thuốc để mà chữa trị cho cá thì các bạn cố gắng hết sức để không phải thay loại thuốc chữa trị, như vậy thì mới tốt cho cá. Để tăng nồng độ muối thì các bạn đừng có tăng đột ngột quá mà hãy tăng từ từ, mỗi ngày lên một ít, như vậy thì sẽ tránh được cho cá bị sốc. Và khi mà bạn bắt đầu tắm thuốc á, nếu mà bạn không thấy kết quả ngay lập tức thì hãy kiên nhẫn và đừng thay đổi loại thuốc đó. Hãy quan sát tình hình trong vòng một tuần. Nếu mà trong một tuần đó không có tiến triển
dù là nhỏ nhất cũng không có một cái tiến triển nào cả luôn á, thì bạn có thể đổi loại thuốc và tìm một loại thuốc nào đó hữu dụng hơn để mà chữa trị. Điều thứ 6 bạn phải hết sức là lưu ý, đó là bạn không được kết hợp các loại thuốc lại để chữa cho cá. Nếu bạn thực hiện điều trị cho cá bằng thuốc thì hãy thử chữa một cách nhanh chóng và không kết hợp với các loại thuốc với nhau. Như vậy là không được và rất là nguy hiểm cho cá. Đặc biệt là với các loại thuốc cùng loại thì hãy điều trị bằng một loại thuốc duy nhất thôi. Có một số loại thuốc có thể trộn lẫn lại với nhau, nhưng mà chúng thường bị nhiễm độc bởi các thành phần cấu tạo. Bởi những cái thành phần cấu tạo của nó khi mà kết hợp đó thì nó lại bị khắc, nó lại không có tốt mà lại tạo thành một loại chất độc. Nhưng mà như vậy thì rất là hại cho cá. Như vậy để mà an toàn thì bạn hãy xác định dùng một loại thuốc để chữa trị cho cá. Điều thứ 7 là điều mà bạn phải luôn luôn nhớ, đó là thay nước mỗi ngày cho cá. Kể từ khi bắt đầu điều trị cho đến khi mà thấy bất cứ một cái dấu hiệu nào khắc phục, hồi phục của cá thì bạn phải thay nước mỗi ngày. Bạn hãy tái tạo lại cái việc tắm muối và tắm thuốc cho cá mỗi ngày bằng cách thay nước, trung hòa clo và nhiệt độ nước. Mình khuyến khích đó, trong chữa bệnh thì nên thay 100% nước, bởi vì việc thay 100% nước sẽ bài trừ được độc tố, nấm ra khỏi cơ thể và tăng cường được sự trao đổi chất, cải thiện được sức mạnh chữa bệnh cho cá. Vấn đề tiếp theo là một vấn đề mà có rất là nhiều sự tranh cãi, đó là có nên sử dụng sưởi hay không. Về vấn đề này thì mình đã nói nhiều rồi. Có nhiều người nói rằng khi mà dùng sưởi thì sẽ có kết quả hơn trong việc chữa bệnh. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình á, thì mình thấy là khi mà dùng sưởi thì có thể làm cho tình trạng trở nên xấu hơn. Và theo kinh nghiệm của bản thân mình, khi mà nhiệt độ trên 20 độ thì là dù không dùng sưởi hay là có dùng sưởi thì cũng không có ảnh hưởng gì đến sự phục hồi của cá. Và thậm chí nếu mà bạn dùng sưởi thì cũng sẽ có khả năng là làm cho khiến cho tình trạng bệnh của cá trở nên xấu đi. Và ý nghĩa của cái việc dùng sưởi á, mình muốn giải thích rõ cái phút này là ý nghĩa của việc dùng sưởi không phải là với mục đích là khử cái vi khuẩn gây bệnh mà là tăng cái áp suất thẩm thấu của nước muối, nên là bạn đừng có hiểu nhầm. Bước số 9 là bước mà sau khi bạn đã nhìn thấy được cái dấu hiệu phục hồi của cá rồi. Nếu mà thấy cá có dấu hiệu phục hồi á, thì bạn hãy ngưng tắm thuốc mà chỉ tắm muối với nồng độ là 0,5% thôi. Cho đến khi mà phục hồi gần như nhiều rồi á, thì bạn giảm xuống ngâm muối với nồng độ là 0,3% đến khi mà không cần dùng muối nữa, và dần dần quan sát cho đến khi mà cá phục hồi hoàn toàn. Cho đến khi mà mức độ phục hồi nó tiến triển nhanh dần á, thì cái bạn cũng nên giảm cái lượng thay nước mỗi lần. Có nghĩa là lúc đầu thì bạn sẽ thay 100%, sau đó giảm còn 70% rồi đến 50%, và sau đó thì cho cá về hồ nuôi chính. Và triệu chứng bệnh đã hoàn toàn biến mất khi cá lấy lại năng lượng bình thường thì bạn sẽ cho cá quay về hồ chính. Và điều số 10 là một điều mà có rất là nhiều bạn bỏ qua trong quá trình chữa bệnh cho cá, đó chính là bạn cần phải thực hiện reset lại hồ và khử trùng lại hồ cá. Tại vì cái bể cá nơi mà cá nảy sinh mầm bệnh đó, thì có khả năng rất cao còn lại vi khuẩn ngay cả khi là bạn đã tách ly cái chú cá bị bệnh đó ra ngoài. Vậy nên bạn cần phải chuyển tất cả các cá vàng ở trong hồ ra một cái nơi khác, ví dụ như là một cái xô, một cái thau, một cái bể nào đó bạn có dự trữ nước sẵn. Sau đó thì bạn sẽ tiến hành khử trùng lại toàn bộ hồ bằng thuốc sử dụng để chữa bệnh cho cá, ví dụ như là Blumethylene, hoặc là bạn có thể sử dụng Listerine, hoặc là thuốc tím, hoặc là nước sôi 50 độ. Nếu mà hồ có đá lát á, thì bạn cần lấy ra hết và rửa thật sạch để là loại bỏ bùn đất, thức ăn dư thừa đã dính vào trong đá. Còn hệ thống lọc á, tất nhiên là bạn cần phải rửa ra thật sạch luôn. Dù là bệnh gì đi nữa thì khi mà phát sinh ra bệnh trong hồ cá, cái việc mà reset lại hồ là một điều cơ bản. Có rất là nhiều bạn nói rằng khi mà reset lại hồ như vậy á, thì sẽ tiêu diệt hết tất cả các vi sinh. Như vậy thì nó hơi phí. Nhưng mà nếu không reset á, thì khả năng mà bệnh tái phát lại rất là cao. Bạn sẽ tái tạo lại từ trong nước ngọt, và việc phục hồi vi sinh nó còn phụ thuộc vào cách quản lý, cách tạo ra hệ thống lọc. Nhưng mà khoảng 10 ngày thì bạn có thể quay trở lại với cái mức độ vi sinh ban đầu ổn định rồi. Thì lúc này bạn cần phải suy nghĩ và lựa chọn nè, là bạn cần phải giữ lại vi sinh hoặc là giữ lại cá. Tất nhiên thì bạn sẽ cần phải sẽ chọn là giữ lại cá, đúng không? Và mục đích của vi sinh á, là để duy trì chất lượng nước.
Và có một điều nữa mình cũng muốn chia sẻ rõ về vi sinh để các bạn an tâm hơn. Đó là mục đích của vi sinh là để duy trì chất lượng nước. Sau khi reset lại thì vi sinh nó sẽ mất đi trong vài ngày. Nhưng mà nếu mình giữ cho chất lượng nước trong sạch, không xấu thì về mặt sức khỏe của cá nó sẽ không bị ảnh hưởng gì. Nhưng sau khi reset cho đến khi vi sinh nảy sinh thì cũng có cái tình trạng là chất lượng nước nó xấu đi do chưa có vi sinh để ổn định chất lượng nước. Thì lúc đó bạn cần phải thay 1/3 lượng nước và lặp đi lặp lại như vậy, nó cũng không có ảnh hưởng gì đến cá mà vi sinh nó cũng có thể sinh sản được. Đây là một cái tip nhỏ để mà mình gửi đến các bạn để mà các bạn an tâm hơn khi mà reset lại hồ cá của mình. Điều số 11 là một điều mà lúc nào khi mà tư vấn các bạn chữa bệnh mình cũng phải chia sẻ hết. Nhưng mà các bạn nghe đó xong rồi lại lo lắng cho cá rồi lại quên. Đó là trong quá trình điều trị các bạn nhất định không được cho cá ăn. Trong quá trình điều trị các bạn tuyệt đối không cho ăn. Và khi cho ăn á thì có thể làm chất lượng nước xấu đi và thậm chí là làm chậm cái quá trình phục hồi. Đáng lo hơn là các thành phần trong thức ăn á nó sẽ làm cho vi khuẩn có môi trường để mà phát triển mạnh hơn và gây mầm bệnh. Và sau khi tình trạng bệnh của cá đã được phục hồi rồi, đã được phục hồi một cách đáng kể và rõ ràng rồi á, thì lúc này bạn sẽ cho cá ăn từng chút một thôi, thật là ít. Sau đó thì tăng lên dần với mức bình thường. Đó là 11 điều mà các bạn cần phải nhớ trong quá trình chữa bệnh cho cá. Sau đây thì mình cũng có vài cái lưu ý cho các bạn, nó cũng không có kém phần quan trọng. Đó là thứ nhất, đó là với cá đang điều trị á, thì cái sự trao đổi chất tăng lên. Khi mà cái sự điều trị phát huy và hoạt động á, thì nó sẽ làm bong tróc cái lớp niêm mạc trên cái phần bị bệnh của cá. Thì cái phần đó nó sẽ tái tạo lại, nhưng mà lúc đó trong nước nó sẽ có những cái miếng giống như là bông gòn á, mà nước nhớt nhớt nổi trên mặt nước. Thì các bạn chú ý nha, đây là một dấu hiệu bình thường xảy ra trong quá trình mà cá thực hiện điều trị. Từ khi điều trị cho đến lúc phục hồi thì cá vàng nó sẽ đào thải ra các chất độc, chất xấu trong con người nó, và bản thân nó sẽ cũng tự tăng cường sự trao đổi chất và lột bỏ cái lớp màng nhầy cũ và thay bằng cái lớp màng nhầy mới. Lúc đó thì sẽ thấy là nước trị bệnh nó sẽ rất là đục. Nhưng mà khi bạn thấy là nước trị bệnh nó dần dần, mỗi lần bạn thay nước xong rồi bạn để một thời gian trong ngày cho cá chữa bệnh, nó bạn thấy là nước nó trong trong lại, nó không có bị đục, có nghĩa là nó khó bị đục á. Lúc đó thì bạn biết rằng có một tín hiệu, đó là cá đang dần dần hồi phục. Về sủi á, thì bạn hãy điều chỉnh sủi mạnh lên, bởi vì sủi mạnh nó sẽ làm tăng cái sự trao đổi chất của cá, nên là các bạn đừng có quên để sủi mạnh. Và cái điều đặc biệt quan trọng nữa là tùy theo tình hình bệnh của cá, về thể trạng bệnh của cá, mà lúc đó bạn phải tùy cơ ứng biến với cá và tìm ra một cách điều trị phù hợp. Và một điều nữa mình muốn chia sẻ, đó là khi mà bạn nuôi cá vàng á, thì bạn cần phải quan sát cá một cách gọi là toàn diện. Bạn cần phải luyện cách quan sát cá dựa vào các giác quan của mình, về các độ nhạy trực giác, thì như vậy cái việc điều trị của bạn nó mới dễ dàng thành công được. Vậy cách để mà nhìn nhận qua các giác quan trực quan như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn nha. Thứ nhất là trực quan, là bạn phải quan sát cách chuyển động của cá, là vây vẫy, màu của mang và trạng thái nước bọt ở trên mặt nước. Nếu mà bạn đã có khả năng quan sát được rồi thì bạn có thể xác định được là điều kiện chất lượng nước đang như thế nào, đang tốt hay xấu. Thứ hai là về thính giác, thì dựa vào hoạt động của cá mà nó sẽ tạo ra âm thanh, bạn sẽ nắm bắt được cái trạng thái nước xả là từ bộ lọc, bọt khí, hoặc là từ những cái kêu tách tách của cá chẳng hạn. Lúc đó thì bạn sẽ biết là cá khỏe hay không khỏe. Tiếp theo đó chính là thính giác, chính là ngửi cái mùi nước. Cái việc ngửi mùi nước cực kỳ quan trọng luôn, có nghĩa là bạn sẽ ngửi được cái mùi trong hệ thống lọc. Bạn sẽ ngửi là sao hôm nay là cái nước trong cái hồ cá của mình lại tanh như vậy. Bởi vì khi mà cái nước hồ cá tanh á, là chứng tỏ là trong cái hồ cá của bạn có chú cá bị bệnh. Và từ đó bạn sẽ xác định được là sức khỏe của cá và khả năng nắm bắt được chất lượng nước. Về xúc giác, điều này cũng rất là quan trọng, đó là cảm nhận của mình. Khi mà thay nước á, thì tay của bạn chạm vào nước thì bạn sẽ cảm nhận được là nước có nhớt hay không, nhiệt độ nước, và từ đó biết được là chất lượng nước. Và chưa nói đến khi mà bạn cầm chú cá thường xuyên á, ví dụ như admin nha, khi mà mình cầm chú cá một cách thường xuyên thì mình sẽ biết được là con cá nó có khỏe hay không. Bởi vì những chú cá khỏe mạnh khi mà cầm lên á, bạn sẽ không cảm thấy nó đang ra nhớt, mà một cảm giác gọi là chú cá nó rất là mượt mà và rất là mềm. Còn những chú cá mà không khỏe, khi mà bạn cầm lên
Còn đối với những chú cá mà không khỏe thì khi bạn cầm lên bạn cảm giác là da nó rất là khô ráp, nhưng mà nó tiết rất là nhiều chất nhầy ra. Điều này nó thể hiện rất là rõ qua xúc giác của bạn khi mà bạn cầm chú cá hàng ngày. Về phương pháp điều trị, nếu mà bạn thiếu quyết đoán thì sẽ gây ra những hậu quả rất là xấu. Ví dụ như là bạn không đủ kiên nhẫn, bạn sẽ kết hợp nhiều loại thuốc với nhau, hoặc bạn sẽ thay đổi liên tục với cách điều trị, thì cái điều này nó sẽ rất là làm hại đến cá. Ví dụ như là mình đã từng cùng chữa bệnh với một bạn, bạn ấy rất là nóng tính. Khi mà chữa bệnh thì mình đã hướng dẫn cách điều trị là như vậy, nhưng sau khoảng 2-3 ngày thì cá vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Và lúc đó thì bạn ấy đã tự động thay cách chữa bệnh, và sau đó thì liên lạc với admin nói là cá bị bệnh như vậy. Xong rồi admin chỉ tình trạng dần dần xấu đi. Nhưng mà thật ra khi mà mình hỏi sâu hơn thì mới biết rằng bạn ấy đã tự động, sau khi 2-3 ngày không thấy cá có tiến triển, bạn ấy đã tự động thay đổi cách điều trị. Và bạn ấy nói lý do là bởi vì thấy cá không có tiến triển thì mình phải thay đổi cách điều trị cho cá chứ, không thể nào mà để cá bị như vậy được. Nhưng mà 3 ngày không phải là một quá dài để mà cá có thể thay đổi được hoặc là có những cái dấu hiệu. Bạn phải quan sát thật kỹ cá một tuần để xem là cá có dấu hiệu chuyển biến hay không. Dù là chuyển biến nhỏ nhất thì mình cũng xác định được là cái hướng đi của mình là đúng, và sau đó thì bạn phải kiên nhẫn. Với các bạn mới nuôi cá thì thường nhận thông tin một cách sai lệch hoặc là thiếu hụt. Có rất là nhiều bạn nhờ admin tư vấn, nhưng mà do các bạn xem các thông tin và video ở trên YouTube không có đầy đủ, không có đúng, nên là các bạn thấy làm thiếu hoặc là nhầm thông tin, và các bạn điều trị cá cho mình như vậy là không đúng. Nên nếu mà bạn xem cái việc chơi cá là một thú vui và bạn muốn duy trì nó một cách nghiêm túc và lâu dài thì bắt buộc bạn phải đầu tư, phải dành thời gian để mà cập nhật các kiến thức, các thông tin mà những người khác chia sẻ, và từ đó thì bạn phải sàng lọc và quan sát để mà chọn ra được một cái cách điều trị, một cách nuôi thích hợp nhất, phù hợp nhất với loại cá của mình. Và ngay cả đối với những người bán ở cửa hàng á, thì họ cũng có thể đưa ra những cái thông tin không đúng. Hiện nay việc nuôi cá cảnh chỉ thực sự nghiêm túc với những ai mà theo đuổi nó lâu dài, không những vì kinh tế mà còn vì sự đam mê và cảm giác họ chăm sóc được, họ chữa trị thành công một chú cá lớn thì rất là quan trọng. Nhưng mà không phải ai cũng như vậy, nhất là đối với những cửa hàng bán cá cảnh thì việc kinh tế phải đặt lên hàng đầu, nên bạn phải lựa chọn thông tin thật kỹ khi mà nghe những cái lời khuyên từ những người bán ở cửa hàng. Nãy giờ thì mình cũng đã chia sẻ nhiều lắm rồi, thì đến lúc mà phải kết thúc. Mình tóm lại vài ý cuối cho các bạn nha. Đầu tiên là trị bệnh cho cá vàng nói riêng và cá nói chung thì dù là bệnh gì đi nữa, bạn cần phải giữ kiên nhẫn. Thứ hai là bạn không được kết hợp các cách điều trị lại với nhau. Nếu mà bạn kê toa tổng hợp các phương pháp lại để mà điều trị cho cá thì chắc chắn cái xác suất mà để mà cá chết nó sẽ lên đến 80%. Và khi mà bạn đã chọn một cách điều trị rồi, bạn phải tin vào cái phương pháp điều trị đó và thực hiện điều trị thật cẩn thận. Không biết rằng bạn có tin không, nhưng nếu mà bạn thật sự toàn tâm toàn ý, dùng hết tình cảm, hết sức của mình để mà điều trị thì khả năng phục hồi của cá là có và rất là cao. Nhưng mà nếu mà không có điều trị được thì bạn cũng đừng có stress quá, đừng có buồn quá, và hãy xem đó là một cái trải nghiệm trong cái việc nuôi cá để bạn đúc kết thêm kinh nghiệm. Và cá vàng nó cũng có nhận thức được cái chủ nhân của nó là ai, và cá vàng cũng có trí thông minh và cảm xúc từ kinh nghiệm của mình, nó cũng giống như là chó mèo vậy. Nên là cái việc mà bạn tạo ra một chú cá, bạn nuôi ra một chú cá thì cũng là bản thân bạn nắm được sinh mệnh của nó, nên cái việc điều trị cũng vậy, bạn cũng phải thật sự là cẩn thận. Vậy là mình đã chia sẻ xong những điều mà rất rất quan trọng và luôn phải nhớ khi mà điều trị cho cá vàng. Mình mong rằng với vlog này thì bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều khi mà cá bị bệnh. Khi mà hiểu được những điều cốt lõi mà mình muốn chia sẻ trong video này thì việc nuôi cá sẽ trở nên dễ dàng với bạn hơn rất nhiều. Cảm ơn bạn đã xem đến cuối video nha. Và đừng quên là nhấn nút subscribe và nút chuông để nhận thông báo khi có video mới từ Đam Mê Cá Vàng nhé. Vì mình sẽ trở lại với rất là nhiều video đó. Có bất cứ thắc mắc gì về chăm sóc cá vàng thì bạn hãy cứ inbox đến fanpage Đam Mê Cá Vàng hoặc có liên hệ qua hotline 0869 242 393 để nhận được tư vấn nha. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.